Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ mọi người một cái đề tài, đó là bốn cái vật liệu mà tiêu âm cách âm á, mà bên Thiên Vũ hay thường sử dụng cho phòng của khách hàng bên Thiên Vũ. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người để mọi người cùng nắm các vật liệu này là gì ha. Bắt đầu thôi. Tại sao mà mình hay nói về phần tiêu âm cách âm này? Bởi vì thật ra là trong một cái bộ dàn âm thanh á, thì mọi người thường sẽ chú trọng đầu tư vào loa này, âm ly này, rồi reverb này kia. Nhưng thật ra mọi người hay bỏ sót hai cái vấn đề quan trọng nhất của một cái dàn âm thanh, mà mình có thể nói đó là quan trọng thứ nhất và thứ nhì luôn, đó là nguồn nhạc và phòng ốc. Hai cái này ảnh hưởng rất nhiều đến bộ dàn âm thanh nha mọi người. Và đặc biệt đó là cái phòng. Nếu mà cái phòng của mình mà tiêu âm cách âm không tốt á, thì thật tế là cái bộ dàn âm thanh mình có hay đến thế nào thì nó bị vang dội quá dữ thì nó chất lượng nó cũng đi giảm sút đi rất là nhiều. Vậy nên thì hôm nay clip này thì mình cũng nói sơ qua về cái phần các vật liệu, rồi mình cũng nói thêm về là mình muốn nhấn mạnh rằng là cái phòng, cái hệ thống tiêu âm trong phòng nó cực kỳ quan trọng đối với cái bộ dàn âm thanh của mình. Ok, và vật liệu đầu tiên mình sẽ mang đến mọi người đó là một cái thứ chi phí giá thành rẻ nhất. Mọi người có thể tưởng tượng ra không? Ok, một miếng mút. Thật ra cái mút này nó rất là bình thường mọi người, nó không có gì đặc biệt hết, nó là mút thôi. Chẳng qua người ta cắt dán thêm một cái hình thù nhất định, những cái hình răng cưa này rồi, hoặc là những người ta xài cắt có hình tam giác này nè. Nó để cho âm thanh nó hứng âm thanh được tốt nhất. Rồi mọi người có thể làm bằng những hô vuông này kia thì nó cũng ok luôn. Đó, thì đây là một cái kiểu như một cái miếng hay mình hay đặt ở góc nhà nè, để gọi là nó cái backdrop á, nó sẽ triệt tiêu bớt âm thanh dội vào góc nhiều. Thì cái này lắp đặt thì cực kỳ dễ luôn mọi người. Ở đây mọi người đấy, những cái keo này mọi người xịt lên cái keo này, xịt vô tường nè. Mọi người có thể lấy silicone hoặc là mình mọi người lấy keo chuyên dụng gắn mút á, rồi mọi người dán lên, mọi người ít lên tường là xong. Rất là đơn giản luôn. Ngoại trừ cái tấm này ra thì có những tấm hình thù khác, như những tấm mà nó rộng hình vuông khổ dài để mọi người dán lên tường. Nó sẽ tốt hơn mút trứng gà một xíu, bởi vì cái mút này nó sẽ cái đặc hơn một mút trứng gà một xíu. Mút trứng gà thì nó hơi mỏng, cái này thì nó sẽ đặc một, nó sẽ đặc hơn mọi người một tí. Và cái này thường thì áp dụng cho bên producer, những cái phòng mà dành riêng cho những bạn mà làm nhạc á, thì rất là nhiều. Còn nếu mà phòng karaoke gia đình lắp cái này vẫn được, nhưng mà nó hơi xấu. Thực tế là vậy, nếu ai làm nghề không sợ xấu thì mới cần lắp cái này thôi. Còn lắp cái này thì thực tế là thẩm mỹ nó không có đẹp lắm, nhưng mà chất lượng nó vẫn rất tốt nha mọi người ha. Ok, đến phần vật liệu thứ hai ha, thì mời bạn quay phim theo mình ha. Vật liệu này thì mình có làm cho showroom bên Thiên Vũ luôn. Đây, nó tên gọi của nó là một cái thảm nha, thảm chắt tường. Thì cái này đó mọi người thấy là nó cũng khá mềm, và nó cũng hình thù nó cũng kiểu nó hơi nhấp nhô này xíu để nó tiêu âm. Phần này tiêu âm khá tốt nha mọi người, nhìn vậy thôi chứ tiêu âm khá tốt. Và phần thi công nó cũng dễ nữa, thường thi công thì tầm khoảng nửa ngày là xong. Nhưng mà mất công cái là thời gian chờ nó khô, thì tầm khoảng 2-3 ngày sau nó mới khô. Được cái đặc biệt đó là thi công cái này xong á, thì nó không ảnh hưởng lắm đến cái nước sơn của cái tường mình. Đây, như mọi người thấy đây, cái tường nhà mình bị chóc một lớp này đây. Chắc mấy bạn quê đồ, mấy bạn quẹt vô đây, nó rất mất tiêu này, nên nó lộ trong cái đất sơn bên trong này, nó không ảnh hưởng ha. Nó không dính sơn như thế này luôn. Cái này nó như keo, nó dính lên thì thôi, nó rớt ra thì thôi. Nên là chỗ như mọi người không thích nữa, mọi người xé ra cũng được, bình thường ha. Sơn không ảnh hưởng nhiều. Cái này thì nó khá là nhiều màu nha mọi người. Trải qua bên Thiên Vũ thích màu xám lông chuột, nó hơi phòng phim hơi tối tối xíu, thì Thiên Vũ chọn màu này. Mọi người có thể chọn các màu khác như màu xanh, màu đỏ gì đó cho nó hợp phong thủy, tùy mọi người. Đó, đây là vật liệu thứ hai. Vật liệu thứ ba thì ok, mời mọi người ra ngoài này luôn. Clip nó sẽ hơi mắc cười xíu. Đây. Ok. Cũng là một vật liệu làm luôn cho showroom Thiên Vũ, mà phần ở chỗ cầu thang. Cái này á mọi người, nó là những cái tấm, nó là tấm kiểu tấm PE á mọi người. Nó là tấm tiêu âm. Cái này cũng rất là nhiều màu nha mọi người. Thì những cái này nó sẽ có cái khổ của nó. Rồi mọi người sẽ cắt theo cái khổ tùy theo ý thích của mọi người. Mọi người có thể cắt hình tam giác rồi mọi người ghép nối với nhau, hoặc là mọi người có thể hình vuông mọi người ghép nối với nhau, rồi mọi người có thể chọn nhiều màu để ghép với nhau nữa. Cái này tùy cái mức sáng tạo của mọi người, và Thiên Vũ đương nhiên Thiên Vũ sẽ có một số cái mẫu sẵn cho mọi người lựa chọn.
thì mọi người có thể nhìn cái mẫu đó, mọi người lựa chọn, mọi người muốn cái căn phòng mọi người được trang trí kiểu như thế nào thì mọi người chọn ha. Ok, bạn quay phim vào đây để mình cho khách hàng coi bảng màu luôn. Đây, bên mình có một đống bảng màu để cho mọi người luôn. Thường là bên mình sẽ cầm đến khách hàng luôn. Mình sẽ đầm đến khách hàng luôn để khách hàng chọn. Nhiều lắm mọi người ơi, rất là nhiều màu. Và mỗi màu này nó đều có mã hết. Thì mọi người thích màu nào thì mọi người ghép với nhau. Mình thì không giỏi phong thủy lắm. Nhưng mà dù ai thích ai, mộc thích màu xanh thì có thể làm màu xanh như thế này. Đó, thì mình sẽ đưa cho mọi người lựa chọn. Ok, và đến phần cuối cùng rồi. Vật liệu cuối cùng mà Thiên Vũ thường hay lắp đặt cho khách hàng, đó là, mọi người đoán xem nha. Ây à, đây. Một cái tấm gỗ ha mọi người ha. Một cái tấm gỗ tiêu âm. Đó. Bạn qua phim có thể quay lại gần một xíu cho mọi người thấy. Đó, mọi người thấy không? Thật ra cái tấm này nó đến mấy lớp cho mọi người. Một cái lớp trên nè, một cái lớp giữa nè, xong một cái lớp nỉ đằng sau nữa đó, mọi người thấy nè, đó thấy không, tấm gỗ này là tấm gỗ ba lớp nha mọi người. Đó thì thường tấm này bên mình sẽ làm thi công cho khách và nó sẽ thường theo cái khổ như thế này nè, và nó sẽ có cái xương. Thi công cái này thứ nhất á, nó bị một cái á, là thường thi công thì mọi người phải thi công vào lúc phần thô thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì là thi công cái này cắt gỗ này khá là bụi nha mọi người. Vì một khổ của nó cao cùng lắm là 24 là hết cỡ rồi. Thì nhà nào mà cao quá thì chắc chắn là mình phải nối. Mà nối thì chắc chắn mọi người biết rồi, cái cưa cắt, mà cưa cắt cái gỗ này nó bụi khủng khiếp lắm. Thì nên là nếu mà mọi người muốn gắn cái này á thì mọi người phải làm từ phần thô ha. Những cái kia thì không sao, nhà hoàn thiện rồi vẫn làm được cái kia, bởi vì cái kia nó không bụi bặm gì. Nhưng mà cái này thì cần là phần thô nó mới làm mới ổn được ha. Đó, ngoài ra nếu mọi người muốn làm tiêu âm tốt hơn xíu nữa thì mọi người có thể làm thêm cái xương á, làm xương gỗ á, làm nó thêm xương như đây này. Xong cái này nó sẽ cách tường ra một chút xíu nữa, thì giữa đó mình sẽ nhét thêm bông tiêu âm và mút vô nữa, thì cái độ mà tiêu âm và cái độ cách âm nữa nó càng tốt nữa. Đó, thì cái vật liệu này, mà cái này là trong bốn cái thì mình nói là từ giá từ thấp đến cao nha. Cái mút bình thường là rẻ nhất, rồi đến cái thảm tiêu âm tường, rồi đến cái miếng PE, rồi cuối cùng là cái này. Cái miếng này là mắc nhất nha mọi người. Cái miếng này mình không nhớ không nhầm nó hơn 1,000,000 mét vuông á. Nhưng mà khá đẹp. Và mọi người có thể chọn màu được luôn nha. Gỗ này cũng có màu nha mọi người. Đây là Thiên Vũ chỉ đang chọn cái màu gỗ bình thường thôi. Nó sẽ có những màu như gỗ ốc chó, rồi gỗ đỏ đỏ này kia, gỗ kiểu thông đỏ này kia. Nó khá là đẹp á mọi người. Cái tùy theo cái sở thích mọi người chọn cái màu gỗ thôi ha. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người bốn cái vật liệu mà bên Thiên Vũ hay thường lắp đặt cho khách hàng ha. Thì nếu mọi người có câu hỏi thắc mắc gì thì mọi người hãy comment cho mình biết, hoặc là mọi người có thêm các vật liệu, biết vật liệu gì mới mà nó đẹp hơn mà tiêu âm tốt hơn thì mọi người cũng comment phía dưới cho mình biết luôn ha. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.